Cương xin cảm ơn bà và chúc Cương chúc bà thật nhiều sức khỏe. Như Cương thì nhận được cái phần quà này thì có thích không? Có. Đấy rồi, bây giờ anh bóc ra thì anh cho em mở nhé. Thật lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà em Cương là để cập nhật tình hình mà cái tiến độ mà làm nhà của em Cương đến đâu rồi các bác nhé. Hôm nay thì các bác thợ cũng có điện cho cháu Lực và đã chuẩn bị là dựng cái khung nhà lên. Rồi thì ngày mai thì đợi sẽ là ngày đẹp và ngày chính của nó thì sẽ được bà con là gia hộ nhiều hơn và dựng cho em Cương là cái phần khung ngôi nhà trước các bác nhé. Và dựng khung ngôi nhà xong thì sẽ lập pro ở trên xong thì sẽ bắt đầu là tiến hành là làm cái phần nền với lại cái phần hiên nhà của em Cương các bác ạ. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Như trước mặt cô bác kia có những cột là đã được các bác thợ với lại các bác hàng xóm là dựng lên trên nhà cho em Cương rồi cô bác. Và rất là may được các hàng xóm và rất là may được các bác hàng xóm của nhà em Cương quý em Cương và biết hoàn cảnh của em Cương không có tiền để mà thuê cho người ta nữa thì được các bác là cũng gia hộ rất là nhiệt tình. Ôi Cương à, Cương thì không biết đi đâu về này cô bác. Đang vác trên mình là cái xà beng này. Cương vừa đâu về? Em lấy xà beng ạ. Rồi anh chào Cương nhá. Em chào anh ạ. Chào Cương, xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đấy rồi, hôm nay thì các bác thợ đã dựng cái khung xong chưa? Chưa ạ. Chưa à? Vâng. Đã đang chuẩn bị dựng đúng không? Vâng ạ. Đấy, bây giờ xà beng này thì đi mượn nhà ai về à? Nhà bác thợ ạ. Nhà bác thợ à? Vâng. Rồi bây giờ thì lấy vào cho các bác là dùng đã đi. À, em Cương thì cái phần ngôi nhà mà cái ước mơ bao lâu nay của em thì bây giờ cũng sắp là thực hiện được rồi cô bác ạ. Như trước kia mà em Cương có kể với cháu Lực các cô bác, một cái ngôi nhà mà xuống cấp rất là nhiều rồi. Còn đến mà mùa mưa thì gọi là còn không dám ngủ ở bên trong luôn. Sợ là ngôi nhà của em Cương sẽ là bị sập. Và em Cương thì cũng rất là may có bác ở gần nhà nữa, thành ra là có những cái chuyện gì thì đều là nhờ vả cô bác hết. Còn là như trước mặt cô bác là những cái cột gỗ của nhà em Cương thì sẽ chuẩn bị là được dựng lên này. Hay hôm nay thì cũng có được 4 năm bác là gia hộ. Còn bác thợ cả thì sẽ là người ở bên ngoài và chỉ đạo để mà lắp được những cái thanh gỗ này lên. Rồi chào các bác nhá. Vâng. Vâng. Hôm nay là có thể là ngôi nhà của em Cương chắc liệu hoàn thiện là được 60-70% rồi đấy nhở bác nhở? Vâng. Bà thì đi đâu rồi Cương? Em chưa biết ạ, em vừa đi lấy xe bé về. À. Cái phần những cái cột gỗ này thì là cũng được các bác thợ là tận dụng lại là để mà làm cô bác. Như cái cột gỗ này thì theo lời bà kể với cháu Lực thì giờ đó tầm lộ là 30-40 năm rồi và bây giờ thì cũng được các bác thợ là tận dụng lại và bảo đi thì trông cũng rất là mới luôn. Nhà em Cương thì chỉ có hỏng những cái thanh ngang này cô bác này và những cái thanh mà để máy nữa để trên để đóng pro đấy thì là mấy cái phần đấy nó sẽ hỏng nhiều hơn. Và thời gian vừa rồi thì ở đây ở trước kia thì cũng có rất là nhiều cô bác cũng có bảo với cháu Lực tại sao lại không có làm cho em Cương một cái ngôi nhà xây, nhưng mà do là cái quý của cháu Lực, canh của cháu Lực còn là nhỏ nữa, thành ra là có kêu gọi được một chút là cùng bên xá để hỗ trợ là làm cho em Cương và cất lên cho em Cương một cái ngôi nhà mới thêm. Phải nói là các bác thợ ở trên vùng cao cũng rất là mạnh dạn đấy cô bác. Những cái thanh mà ngang mà để trên thì được các bác là dùng cái dây tre này, có chỗ thì các bác dùng cái dây thừng mà để buộc, xong là
để những cái tấm, những cái thanh tre này để lên trên, xong là dùng người để giấm thôi. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong nhận được thêm những cái tấm lòng vàng của cô bác anh chị, là cùng chị Giáng My chia sẻ để cho em Cương với lại bà là hoàn thiện nốt cái phần ngôi nhà nữa. Bây giờ thì cái quý của em Cương thì vẫn còn thiếu, là còn là một ít nữa cô bác. Hôm nay cháu Lực lên thì cháu Lực muốn là ghi hình lại cho tất cả quý cô bác ở trên này là cũng biết là hiện tại cái ngôi nhà của em Cương thì đã hoàn thiện được rơi đâu đó tầm là 60% rồi. Độ tầm 2-3 tuần nữa thì là cái ngôi nhà của em Cương sẽ là xong hoàn toàn đâu cô bác nhá. Bây giờ nếu mà để kiếm được một cái đội thợ mà để làm được những cái ngôi nhà sàn như này thì cô bác thì cũng còn rất là ít. Và bây giờ trên vùng cao thì hầu như là nó không còn cố để nhiều nữa. Và người ta cũng làm cái nhà mà đổ bê tông ấy cô bác ạ. Từ thời điểm mà cháu Lực lên chia sẻ cái hoàn cảnh của em Cương cô bác thì bây giờ cậu em Cương hầu như là cũng thay đổi rất là nhiều, gọi là bỏ đi trên vai mình một cái gánh nặng để làm nhà. Bây giờ thì hiện tại là em Cương vẫn còn đang nợ trên đôi vai của mình một cái khoản ngân hàng là do người bố của em ấy để lại. Cái số tiền đấy thì là 25 triệu. Ở đây thì nếu mà sau này mà cất được cho em cái ngôi nhà xong thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những cái tấm lòng vàng và những cái phần trợ duyên của cô bác gửi tới cho em Cương, để cho em Cương được bỏ đi trên vai cái phần số nợ mà ngân hàng trên đôi vai của em Cương đang gánh vác cô bác. Em Cương thì năm nay mới có 16 tuổi thôi cô bác, nhưng mà cái suy nghĩ của em thì có thể nói là suy nghĩ như một người lớn luôn rồi. Biết là suy nghĩ là trước tiên là phải sửa lại ngôi nhà của mình cho bà để ở, thì em mới có, thì em mới dám là đi làm xa về để lo cho bà. Phải nói là các bác hàng xóm ở nhà em, phải nói là các bác hàng xóm gần nhà em Cương ấy cô bác, ai ai cũng rất là nhiệt tình, ai ai cũng biết là em Cương với bà có một cái hoàn cảnh mà cực kỳ mà khó khăn, thì ai cũng ra giúp để mà sau này em Cương mà lớn lên thì em ấy cũng đi ra hộ các bác, gọi là như là gọi là lấy công với nhau ấy cô bác ạ. Từ lúc mà gỡ nhà với lại vận chuyển vật liệu cho em Cương thì cũng được duyệt, cũng được toàn thể là các bác hàng xóm nhà em Cương ra giúp đỡ rất là nhiệt tình. Có nhà thì ra hộ là 2 người và có nhà thì ra hộ 1 người. Hôm nay thì em Sử không có đi theo cùng cháu Lực được, thì cháu Lực không có là giúp đỡ được các bác, chứ không những cái công việc này thì cháu Lực cũng có thể làm được cô bác ạ. Cháu Lực thì hầu như là lên với những hoàn cảnh nào cháu Lực đều không có ngần ngại những cái công việc gì mà những hoàn cảnh đấy đang làm. Cái việc mà cháu Lực đang làm ấy cô bác nó còn sai sót rất là nhiều thứ, thì rất là mong quý cô bác anh chị sẽ bảo với cháu Lực. Cháu Lực thì luôn luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của các bác, các cô chú bảo với cháu Lực.
Nhưng hôm nay thì chỉ có dựng dựng là cái cột nó lên thôi đúng không bác? Vâng. Bà thì có vẻ thời gian này lo rất nhiều thứ cô bác. Cháu Lực cảm thấy là bà có thể là gầy đi rồi cô bác. Nhưng mà bù lại thì trên khuôn mặt của bà cũng đã rạng ngời lên rất là nhiều cô bác. Đã có những cái nụ cười gọi là hạnh phúc rồi cô bác ạ. Bà thì nuôi em Cương từ rất là nhỏ đến lớn bây giờ. Như em Cương bây giờ chỉ có bà. Có thể nói bà là vừa là một người bà này, vừa là một người mẹ này, và vừa là một người bố cho em Cương, để lo cho em Cương rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì em Cương cũng đã lớn lên rồi, cũng đã biết giúp bà rất là nhiều. Những cái cột gỗ mà được bao lại thì cũng rất là đẹp rồi bác này à. Và trông cũng rất là bóng luôn này. Bác phải bao chứ. Vâng. Bao hết phần. Và cái phần mà nó bị mọt đấy đúng không? Và đây thì ở bên kia là một hàng, và bên này một hàng, xong bên này còn một hàng nữa không bác? Vâng. Bên này là một hàng nữa đúng không? Còn hai hàng nữa cháu. Ôi giời, còn hai hàng nữa cả hành lang nữa đúng không? Vâng. Hôm nay có nghĩa là lắp từng phiên một, mai mới dựng thẳng lên. Dạ vâng. Mai là sẽ dựng là thành cái khung nhà luôn rồi bác nhỉ? Vâng, đúng rồi. Như Cương thì anh cảm thấy là Cương là lên cân đấy nhở? Lúc mới lên thì có vẻ là nhìn em Cương cô bác nhìn trông kiểu như đen đen một chút, và bây giờ thì có thể khuôn mặt của em ấy cũng dạng người hơn rất là nhiều. Một phần là cũng được tất cả cô bác là giúp đỡ em Cương với lại bà rất nhiều, thì em Cương không có cái khoản mà cái phần mà gánh nặng làm nhà. Ngày mai là sẽ đông người hơn rồi ấy nhỉ? Vâng, mai cả thôn ạ. Mai là cả thôn à? Vâng. Cả thôn thì có nhà thì ra giúp cũng có vẻ nhiều hơn đấy nhỉ? Vâng. Làm nhà này cả thôn, nhà ai gớ là đi hộ nhà đấy. À, nhà ai gớ là đi hộ à? Vâng. Thí dụ như kiểu sau này mà em lớn lên thì em lại gọi là đi trả công ấy đúng không? Vâng. Phải nói là gọi là cái tình người với nhau ở trong cái thôn bản cô bác ạ. Em Cương thì có vẻ là còn ít tuổi hơn, cho nên là không có làm được những công việc mà nặng nhọc hơn cô bác. Còn mọi cái thì được các bác ở đây là giúp đỡ em Cương. Cái cột kia thì có vẻ là nặng hơn, được tất cả các bác là dồn, là tập hợp với nhau là để dựng cái cột kia trước. Dựng được một cái ngôi nhà cũ như này thì cô bác không có phải là đơn giản đâu cô bác ạ. Không cẩn thận mà làm nó bị đổ cái cột này đè vào người thì có thể là nguy hiểm đến tính mạng luôn đấy cô bác. Tiến thêm nữa.
Cao à? Bảy u đây luôn cao mà. Hôm nay thì cháu Lực lên thì cháu Lực cũng có đem thêm cho em Cương là một cái phần quà nữa, là được từ bác Cindy, bác ở bên Mỹ, bác có gửi cho em Cương và nhờ cháu Lực mua hộ. Cháu Lực thì chưa có nói với em Cương, để một tí nữa thì cháu Lực sẽ nói với em Cương sau. Mặc hiểu ế là mấy chết à? Còn về mấy cái phần mà cột ở đây của bác nhá, ngày mai sẽ kê cái viên đá mà hôm nọ làm từ xi măng để lên á. Và con này nó vi cho bên này nào cung cái đấy này. Nè. Mày. Phải biết tiếp phải hoa phải thiếu phải nó mới cung cả mỏ. Dạ. Nhưng mà nó cung mỏ. Cho cả mê cái này còn cho. Thế là nên đây. Đấy, bây giờ Cương đóng xong cái chỗ đấy thì ra đây anh bảo nhá. Rồi, cho các bác làm một tí, ra đây anh trao cái phần quà này cho em luôn. Cương thì hiện tại là cho Lực bảo cái phần quà thì em ấy chưa biết là cái gì đâu cô bác. Phải nói là những cái thanh gỗ từ thời xưa thì rất là chắc luôn cô bác, rất là cứng luôn. Và rồi thì bác thợ dùng cái dao để chặt ấy, còn là chặt mái còn không có đứt được ra. Bây giờ thì có thể nhìn từ xa đấy thì là nó chưa có ra hình thù cái ngôi nhà cho cô bác, nhưng mà để đến là ngày mai thì là sẽ được dựng lên thành một cái ngôi nhà và một cái khung nhà hoàn toàn ở đây luôn cơ này. Hay bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ trao cái phần quà này cho em Cương luôn cô bác. Và bây giờ thì trong lúc mà các bạn đang nghỉ ngơi một chút nữa thì cháu Lực sẽ trao cái phần quà này cho em Cương cô bác. Hôm qua thì cháu Lực có nhận được mấy khoản của bác Cindy là gửi cháu là 1.000 đô, thì trong đó thì có trích ra là mua cho em Quân một cái điện thoại này và mua cho em Cương thêm là một cái điện thoại nữa cô bác. Và bác cũng có dặn với cháu Lực là mua cho em một cái túi nữa để em đeo trong lúc mà em đi đâu để đựng điện thoại cô bác. Cái túi này thì cháu Lực mua là 150.000, là tương đương với đồng giá với cả lại của em Quân hết rồi cô bác. Đây, đây là anh cho em nhé. Cầm luôn cái bóng của anh này.
Cái điện thoại này thì vẫn còn siêu luôn cô bác nhá. Cái phiếu này thì ở nhà của em Quân thì cháu Lực cũng đã là quay lên cho tất cả quý cô bác là cũng biết rồi. Ở đây thì mỗi cái thì cháu Lực là mua là 2,5 triệu và hai cái điện thoại thì cháu Lực là mua là 5 triệu. Còn về cái mấy cái phần phụ kiện ở điện thoại đây thì cũng được là bên bên bán điện thoại cũng cho cháu Lực luôn, thì không phải mất tiền để mua đâu cô bác nhé. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được phép là bóc cái phần điện thoại này ra đó. Như Cương thì nhận được cái phần quà này thì có thích không? Có. Đấy rồi, bây giờ anh bóc ra thì anh cho em mở nhá. Cháu Lực mua cho điện thoại cho em Cương với em Quân là hai cái điện thoại là đều giống nhau hết cô bác. Một hàng luôn. Đấy, bây giờ thì em mở ra đi. Bạn có điện giả thoại. Điện giả thoại không anh tôi đi xuống. Như cái thành gỗ này ra đó. Còn cái miếng này là cái hướng dẫn sử dụng điện thoại nó. Đấy, cái này thì mình sẽ cất đi. Còn đây là cái cường lực này nè cô bác. Bây giờ em cho tôi nhá, em cứ bỏ ra đi xong anh gắn luôn cho cái miếng này. Dán cháu Lực, bác CD thì cũng có dặn cháu Lực bảo là mua điện thoại thì mua luôn cho các em là cái miếng dán này để cho nó không có bị xước màn hình đấy cô bác ạ. Ấn bên cổng mình đi. Cổng đầu Lực đúng đấy chứ. Đấy, bây giờ thì em mở nguồn đi. Lắc tao cho nó đắc lại cái tàu vai của mình. Nó can hà lắm. Xong đất này nó vai nó xỉn cái im đây nó. Lên cái trứng vai. Lên nguồn chưa? Mở đi và cắm căng cái xe. Và thêm một cái phụ kiện là cái ốp này này cô bác. Thì sẽ để chống và xước vớ màn hình đằng sau luôn. Tại thì bên trong thì vẫn còn chưa có sim đâu. Phải nói là cái phần quà này, phải nói là cái phần quà nó từ đám phai mà cho cháu Lực nhờ cháu Lực mua cho các em thì rất là ý nghĩa cho các em luôn. Các em có những cái điện thoại như này thì sẽ không phải là chạy mà đến tận nhà các bác để mà gọi nữa. Hẹn tay hơi này lên chưa? Còn tôi cũng dùng cái phần thật bình thường. Cương lần đầu tiên mà nhận được cái phần quà này thì cảm xúc của em là như nào? Vui à? Cương thì có vẻ là rất ít nói các bác, thành ra là em sẽ không có được diễn tả nhiều như các em. Bây giờ thì cháu Lực sẽ phải là thiết lập cái ứng dụng ở bên trong đó cô bác. Vừa mới bóc ra cho nên là nó sẽ còn phải là cài tiếng Anh. Bây giờ thì phải chuyển sang tiếng Việt đã. Số khai người ta còn biết không à? Những cái từ ra, người ta ăn tất cả cái này cho mình nữa. Những cái này, tập sử lý này. Tập sử lý này. Lý này mình phải thấy được. Mà nó không hay hả? Lý thì mình bảo là mình phải là làm cái cơm có lặng quá đi, lặng lần nào. Không biết nào, phải cho nó có thể sống. Bây giờ thì các bác cũng đang xem em Cương và gọi là vui mừng thay cho em Cương. Lần đầu tiên mà em Cương có những điện thoại như này để em Cương được liên lạc với các bác hay là liên lạc với ai gì đó.
Thì đó, thì đó, đang đang thì con đang đang nghỉ. ต้องใส่ชื่อแต่ทางไรแต่ทางไรมันหวานดินเผยนี่ขอก็ช่วยกับคิดดินขอต้องดึงมันจะขอครับอย่างนั้นจะขอให้ทําเลยแต่อันนี้ขอหน้าเป็นลูกมันได้ปล่อยมือไว้หมดเลยนะครับเวลาบล็อกเลนเสร็จหลบเราเซลให้เราหมดทุกถ้าไปโดนยาที่ปล่อยไว้เครื่องตรงนั้นเสร็จหลบหมดถึงละซองให้ตัวครับ Và bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bác Cindy nhá. Đấy, bác ở bên Mỹ. Bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bà Cindy nhá. Bà ở bên Mỹ. Cháu Cương xin cảm ơn bà. À, thưa cô bác, thưa cô bác, vừa rồi là những cái lời cảm ơn của em Cương gửi tới bác Cindy. Có thể nói em Cương thì học thì cũng đến năm lớp 8 và nó cả bỏ học nào. Có thể nói là em Cương đến năm lớp 7 là em ấy đã bỏ học rồi, cho nên là những cái lời ăn tiếng nói của em thì còn chưa có được dài và sâu sắc, thì rất là mong các cô bác anh chị sẽ thông cảm cho em Cương. Và bây giờ thì cháu Lực xin được thay mặt em Cương với lại bà cảm ơn tới bác Cindy, chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe. Và thêm một lần nữa thì cháu Lực cũng thay mặt em Cương với lại bà cảm ơn tới các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã gửi những tấm lòng vàng của quý ông bà cô chú tới cho em Cương, để cho em Cương được sửa sang lại cái ngôi nhà cho tránh nắng, để cho tránh nắng tránh mưa cô bác. Và một lời gửi và một lời cảm ơn riêng tới chị Trần Đỗ Giáng My. Chị Trần Đỗ Giáng My là cái mạnh thường quân mà tài trợ cho ngôi nhà. Và một lần nữa thì cháu Lực xin được gửi lời cảm ơn riêng tới chị Trần Đỗ Giáng My. Chị là mạnh thường quân chính để giúp cho em Cương với lại bà được cất lại lên cho mình một cái ngôi nhà mới hơn. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe. Và cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa, hôm qua thì cháu Lực có nhận được một cái khoản của bác Cindy. Bác ấy gửi cho cháu Lực là 1.000 đô. 1.000 đô thì tính ra được tiền Việt, hôm qua cháu Lực nhận được là 23.660.000. Và trong đó thì có trích ra là cho em Cương với lại em Quân là mua cái điện thoại. Và hôm nay thì cháu Lực cũng đã mua lên cho các em rồi cô bác. Và cái số khoản còn lại thì bác thời gian tới thì bác sẽ bảo với cháu Lực chi cho những cái hoàn cảnh nào, thì cháu Lực sẽ tiếp tục là đi trao những cái hoàn cảnh đó cô bác. Và như hôm nay cháu Lực là đi mua cái phần điện thoại cho các em, thì thứ nhất là mua điện thoại thì là 2.500.000 rồi, và mua thêm một cái túi để các em và mua thêm một cái túi để cho các em đeo trong lúc mà các em đi đâu để bỏ điện thoại vào đấy, sợ là bác cũng sợ là các em sẽ làm điện thoại rơi như nào hay là như nào nữa. Bác cũng rất là cẩn thận và dặn cháu Lực mua cho các em thêm một cái túi. Còn là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi, có lẽ là cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Và rất là mong
quý ông bà, cô chú, anh chị mà có theo dõi được những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì hãy cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, thêm mà một lượt đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh Bản Em ngày một phát triển hơn và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh ở trên vùng cao này cô bác. Cương xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi, hôm nay thì nhận cái phần quà này là rất là vui đúng không? Vâng ạ. Đấy.